Anh xin chào các bạn đã quay trở lại với cái vlog của Trang Mon. Vlog ngày hôm nay sẽ là một vlog rất là drama để mà mình có thể bóc phốt cái văn hóa cũng như là công ty Hàn Quốc. Hồi đó trước khi mình làm việc thì mình nghe rất nhiều anh chị thường nói với mình rằng là nếu mà sau này em có điều kiện á thì em không nên vào công ty Hàn Quốc làm, mà em tốt nhất nên mở một cái công ty riêng của mình làm giám đốc, mình làm sếp, hoặc là em đi làm những cái công ty mà cho bên Tây, bên Mỹ rồi đó, chứ hạn chế em đi làm cho công ty Hàn Quốc. Lý do tại vì sao? Và vlog này hôm nay mình sẽ giải thích cho mọi người nha. Ok. Bóc phốt công ty ở Hàn Quốc, sự thật có đúng như lời đồn. Các bạn cũng biết là mình đang đi làm ở một công ty Hàn Quốc. Cái việc mà các bạn gặp được một người sếp như thế nào trong công ty của các bạn rất rất là quan trọng. Và mình cũng rất là may mắn mình gặp được một cái người sếp mà rất rất là tốt bụng, rất là hiền và rất rất là thương mình luôn. Kiểu như đây là một người sếp mà mẫu mực, mà chuẩn mực, mà tất cả những các bạn khi mà đi làm các bạn rất muốn gặp một người sếp như vậy. Tuy nhiên công ty mà các bạn không thể nào các bạn làm chỉ đúng với một mình ông sếp được, mà có rất rất nhiều những nhân viên khác, và đặc biệt trên ông sếp đó còn có nhiều người khác hơn nữa. Vậy thì những cái drama đó là gì? Sau đây mình xin kể cho các bạn tường tận nhất từng chi tiết một. Gặp nhau không thèm chào. Đầu tiên các bạn cũng biết, trước khi chúng ta học tiếng Hàn, chúng ta thường được nghe và dạy rằng là người Hàn Quốc người ta rất là quan trọng trong cái việc chào hỏi khi mới đầu gặp nhau. Annyeonghaseyo. Lúc nào các bạn cũng phải nhớ chào cái câu đó hết. Tuy nhiên, những người mà làm việc với các bạn á, mình cứ nghĩ rằng là mình chào người ta thì người ta chào lại. Nhưng không, có rất nhiều trường hợp các bạn gặp, những người làm chung với các bạn, gặp mỗi ngày luôn các bạn ha, có khi là các bạn ngồi đối diện người ta luôn. Nhưng khi các bạn vào công ty bạn làm á, bạn chào rất là tươi nha các bạn nha, tươi roi rói luôn. Annyeonghaseyo. Nhưng mà người ta là sao? Hững hờ. Mặt đời vậy nè các bạn, không thèm gật đầu. Mà nó hiền lắm thì nó mới gật một cái thôi nha, chứ nó cái mặt cứ chơi chơi chân chân lên như vậy nè bạn. Là do ăn hết của ông nội ông ngoại nó vậy đó. Mà mình tức lắm các bạn. Lần một, lần hai thì mình nghĩ rằng là à chắc là hôm nay đang có chuyện buồn gì đó, hoặc là hôm nay người ta có tâm trạng không tốt, hoặc là người ta đang nghĩ một cái vấn đề gì đó, người ta quên chào lại mình. Ok, không sao hết. Nhưng không, cái chuyện đó không hề xảy ra trong vài lần đầu đâu. Mấy lần thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ N đi chăng nữa, cái mặt vẫn chân chân ra như vậy. Tức không? Nghe như vậy thôi là các bạn muốn quay và vả vào mặt nó một cái. Này thì người Hàn Quốc lúc nào cũng phải gặp nhau, phải chào hỏi, rồi vui vẻ với nhau. Tất cả chỉ là dối trá mà thôi. Tất cả chỉ là dối trá mà thôi. Nhưng cái trường hợp mà người ta không chào các bạn cũng là bình thường đi. Coi như các bạn, đây là cái văn hóa của người ta. Tuy nhiên có rất rất nhiều trường hợp các bạn đi vào thang máy, các bạn gặp cái người đó và một cái người cũng làm chung với mình luôn. Khi mà mình chào người đó, người đó không hề chào lại mình, nhưng người đó lại chào cái người kế bên mình. Annyeonghaseyo. Như vậy và hai người nói chuyện với nhau rất là thân thiết vui vẻ, trong khi người ta xem mình như một người chết rồi đó các bạn. Cái trường hợp này không chỉ riêng mình gặp đâu, mà rất rất nhiều bạn khi mà đi làm công ty Hàn Quốc chắc chắn sẽ gặp. Và nếu mà các bạn gặp trường hợp như vậy rồi, các bạn nhớ comment ở phía dưới để cho mình thêm một chút gì đó khẳng định được cái vấn đề này là đúng thiệt đi. Ăn nói vô lễ với người lớn. Cái vấn đề tiếp theo đó chính là các bạn biết Hàn Quốc có một cái văn hóa mình rất rất là thích, và mình cũng cảm nhận được cái giá trị của cái văn hóa này, đó chính là kính ngữ. Kính ngữ là gì? Nghĩa là cái đuôi câu mà khi các bạn nói chuyện với người lớn hơn hoặc là những người có chức vụ lớn hơn á, thì các bạn phải dạ thưa vâng, nói một cách rất là lịch sự. Người ta gìn giữ những cái giá trị đó rất là tốt. Tuy nhiên có một trường hợp, đó chính là trong một công ty, nếu bạn là người có cái chức vụ lớn hơn, không quan trọng cái người cấp dưới bạn bao nhiêu tuổi cả, thậm chí người ta đáng tuổi ông, tuổi bà các bạn đi chăng nữa, nhưng nếu các bạn làm lớn, các bạn có quyền nói không kính ngữ với cái người cấp dưới. Các bạn nghe cái vấn đề này các bạn cũng cảm thấy là có vấn đề gì đâu, tại vì người ta làm lớn mà người ta thích nói gì thì người ta nói. Nhưng các bạn thử tưởng tượng cái cảm giác là các bạn 20 tuổi, các bạn được là con ông cháu cha hoặc là gì đó làm sếp lớn ha, và cái người mà làm thêm dưới cấp của bạn á 50-60 tuổi chẳng hạn đi, thì các bạn nói với ông nó kiểu như vậy nè: lấy tôi miếng nước, đem một sơ qua đây, cái này ký chưa, cái đó ký chưa. Cái kiểu mà nói trống không như vậy đó các bạn. Cho dù Hàn Quốc người ta có cái văn hóa đó là dùng kính ngữ khi mà người cấp trên á có quyền nói không kính ngữ với người dưới, nhưng cái việc mà cái độ tuổi chênh lệch nhau như vậy á, mà chúng ta dùng những cái từ như vậy đối với những người mà có tuổi rồi, và mình cảm thấy không hề có một chút lễ nghi nào trong cái chuyện mà nói với những người cấp dưới như vậy.
Nếu các bạn không tin thì các bạn cũng biết có rất rất nhiều những bộ phim Hàn Quốc người ta phản ánh những cái vấn đề mà cô chiêu cậu ấm, những người mà sinh trong gia đình tài phiệt thì người ta nói chuyện với những người cấp dưới, những cái người mà lao công hoặc là những người bảo vệ hoặc là những người quản gia gia đình á, người ta nói chuyện rất là trống không, bâng quơ mà kiểu như thái độ luôn đó. Nhưng mà các bạn nghĩ xem, tại sao người Hàn Quốc người ta vẫn không có thay đổi cái vấn đề đó? Tại vì nó đã ăn sâu cái máu người ta rồi. Và người ta có một cái quan niệm rằng là, đặc biệt là đối với những người giàu, đó chính là tao là người giàu, tao làm có quyền chất hơn mày thì tao có quyền xem thường mày. Nếu các bạn không trực tiếp gặp những trường hợp như vậy mà các bạn chỉ nghe mình nói thôi á, thì các bạn sẽ cảm thấy là mình thằng này điều nói dối, nói dối làm tim tan nát, nói dối làm trái tim đau. Không hề, các bạn phải trực tiếp trải qua hoặc là các bạn xem những bộ phim Hàn Quốc á, thì các bạn mới thấy điều mình nói là thiệt hay là sai. Đi làm mà cứ dòm trước ngó sau. Tuy nhiên, cái cuối cùng và là cái áp lực nhất mà đối với những bạn mà làm trong công ty Hàn Quốc rất rất là khó chịu, đó chính là nuôn chi. Nuôn chi tiếng Hàn nghĩa là cái việc mà các bạn cứ phải ngồi soi ai đó, dòm ngó ai đó, còn mày đang làm cái gì đó, con nhỏ kia đang làm gì đó. Và đặc biệt những người cao, những người làm lớn á, cái việc thường ngày của họ thực sự cũng có rất là nhiều, nhưng cái việc họ làm chính đó chính là họ dòm ngó bạn xem bạn đang làm gì đó, và họ sẽ kiếm chuyện lôi cái chuyện đó ra, những cái lỗi của các bạn ra để người ta chỉ trích và phê phán cái vấn đề đó các bạn ạ. Thực sự mình rất là khó hiểu cái việc mà cái bà trưởng phòng của công ty mình chẳng hạn, bà rất thích tia cái team Việt Nam của tụi mình, trong khi Việt Nam tụi mình là một trong những cái team mà làm việc hiệu quả nhất trong công ty. Mình xin khẳng định với các bạn là Việt Nam làm việc rất là hiệu quả và doanh số lúc nào cũng phải nằm trên top 1, top 2 hết. Nhưng cái bà này lúc nào cũng thích tia tụi mình hết. Mình cũng chẳng biết tại sao, không biết có thù oán cá nhân gì hay không, nhưng bà để ý kỹ và tia rất là kỹ xem là đám này có làm như thế nào, đám này có cái lỗi gì không, tao sẽ móc ra, tao ngồi tao nói chuyện rồi xong tao sẽ phê phán tụi mày. Trong khi những cái nhóm khác, những cái team Thái Lan, Mông Cổ rồi nọ thì bà này rất là để ý. Sau một hồi mình mới nhận ra, mình nghiên cứu thiệt là kỹ, đó chính là cái team Việt Nam tụi mình không chịu đi nịnh bả. Định ở đây nghĩa là gì? Không phải là cho tiền, cho quà, cho cáp gì hết, mà là lúc nào cũng phải ngồi ăn cơm, ngồi nói chuyện với bả, hoặc là có hồ sơ gì phải đem ra trực tiếp đưa cho bả, rồi ngồi nói chuyện với bả, rồi nói tùm lum tà la, nói chung nói đủ thứ, miễn sao á là thể hiện cái việc mà cấp dưới nó có một chút gì đó tôn trọng cấp trên, phục tùng cấp trên và có một chút gì đó nịnh cấp trên thì người ta mới ưng. Và quay lại cái vấn đề mà cái nuôn chi, nghĩa là cái việc mà người ta cứ dòm nhó các bạn ấy, thì thật sự mình rất rất là ghét cái vấn đề này. Đặc biệt các bạn nhớ cái câu này nè, nếu các bạn làm việc trong công ty Hàn Quốc á, thì tất cả những cái thành tựu, những cái việc tốt và những cái kết quả mà các bạn làm cho công ty á, thì người ta không hề để ý đâu. Tại vì người ta nghĩ rằng là đó là nhiệm vụ của mày, mày làm việc trong công ty thì mày phải làm ra như vậy. Nhưng chỉ cần bạn làm ra những cái lỗi sai thôi, những cái lỗi nhỏ thôi, người ta cũng sẽ bắt đầu vịnh vào đó, người ta dựa vào đó và người ta sẽ chỉ trích phê phán cũng như là gây áp lực cho các bạn. Có thể là có nhiều bạn nói rằng đương nhiên cái việc đó là phải làm rồi, nhưng mình nghĩ rằng là làm dở thì được quyền chê trách, nhưng mà người ta làm giỏi thì cũng phải cố gắng mà khen hay gì đó đi. Nhưng mà việc Hàn Quốc người ta khen những nhân viên làm việc tốt thì thật sự rất rất là ít. Và từ những cái lý do như trên mình vừa kể, và đặc biệt cái lý do cuối cùng là cái nuôn chi như vậy, cho nên là mình thật sự rất là áp lực các bạn ơi. Mấy ngày nay mình rất rất là mệt mỏi trong cái việc mà vừa phải làm công ty nè, vừa phải đi quay phim, quay vlog cho các bạn xem, cũng như là ngồi ở nhà làm đủ thứ cho các bạn để xem á, thì thật sự mình rất rất là mệt luôn á bạn. Tại vì mình phải làm cả một tuần, nguyên cả tuần luôn. Đến lúc mà quay cho các bạn xem những cái vlog này thì mình có thể quay vào cuối tuần, rồi ngồi edit. Nói chung là nguyên một tháng mình rất ít những ngày nghỉ, cho nên mình thực sự rất là áp lực. Và mình cũng rất là cần cái sự động viên của mọi người, cũng như là mọi người cho mình một cái số ý kiến như thế nào để có thể vượt qua được những cái cơn khó khăn này nha. Và những cái điều kể trên không phải là những cái điều mà mình muốn ngồi bới móc ra để mà phê phán, để chỉ trích Hàn Quốc gì hết. Những cái điều như vậy mình nói ra cho các bạn, đặc biệt là những bạn sau này muốn làm việc ở công ty Hàn Quốc, các bạn biết được những điều đó, biết cái văn hóa của người ta cũng như biết cái tính của người ta như thế, thì các bạn có thể thích nghi cũng như là biết trước để mà đối phó nha các bạn. Và mình không hề nói là công ty Hàn Quốc nào cũng xấu cả, cũng như là tất cả nhân viên ai cũng đều như vậy cả, cũng có rất rất là nhiều những người tốt, đặc biệt với ông sếp của mình. Cho nên là cái việc mà các bạn gặp người tốt hay không phụ thuộc vào cái nghiệp của các bạn rồi. Các bạn có nghiệp như mình không để mà các bạn gặp cái bà trưởng phòng đó?
hay là các bạn sống tốt, các bạn tu tâm tích đức để mà các bạn gặp được ông trưởng phòng tốt như của mình. Ok, và vlog ngày hôm nay mình chỉ muốn chia sẻ ngắn ngắn với các bạn thôi. Mặc dù là mình rất là bận, mình vẫn hy vọng các bạn sẽ thích những cái vlog của mình nha. Ok.